Vâng, và tiếp tục hôm nay em lên review chiếc xe 4.000 đời T4 của cả Mọc, Mọc số đàng hoàng các bác. Em đã lên video rồi, 105 triệu. Bác nào cần hãy điện thoại cho em. Và tiếp tục em review riêng chiếc đầu MVS 50-86 này cho các bác. Có giấy tờ vỏ 18-430. Vâng, và đằng sau đít em đã đổi chiếc luôn, vàng cam. Đấy, có kiếm chưa? Một cặp kiếm nguyên thủy của Belarus. Rồi, tí độ các bác nhá. Đây. Rồi, hai bình dầu. Rồi, ghe. Yeah. Thì chủ nhà sơn lại, có mùi luôn. Rồi, biển số 70LA1331. Rồi, nói về dàn kiếm em nhé, đuôi chuột đàng hoàng các bác này, đuôi chuột xít luôn, đây, đấy, chắc chắn là bảo, dây tăng, đầy đủ tăng đưa, chốt chủng đa quan nghiên, các bác nha, chốt này, tăng đưa này, dây tăng này, cặp kiếm này, rồi, và hai càng nâng ti này, nâng ti ben này, ti thụt, rồi biển số, và xe, mò, thì cũng đã mòn nhưng còn xài được, các bác nha, nguyên đỉnh, rồi, 15.5 16.9 18.4 30 18.4 30. Rồi xe lên các bác nha, 8 ốc. Rồi một màu vàng cam. Tất cả hệ thống cần gạt đang đầy đủ. Đây, hai bình dầu đít đôi đầy đủ cho các bạn. Tất cả hệ thống thủy lực đầy đủ hết các bác nha. Đây. Đấy, nó không có đồ ấy nhưng mà nó vẫn còn rất xài tốt, đế bình đàng hoàng. Đây, và máy đang còn lốc đàng hoàng như vậy các bác. Đây, giò gà đây các bác, giò gà mở màng đàng hoàng đầy đủ một cầu. Đây, và vỏ nước và đặt ra nước. Đấy. Rồi, để em thắng, để em tắt cái này cái, để nổ tốn dầu. Rồi, ok các bác. Đấy, em tắt. Rồi, ngắt điện luôn. Ok, đây này. Đấy, bây giờ ta chơi ngắt điện cái đó. Đấy, ok. Đã tắt xong. Rồi, tiếp tục bên này. Vỏ. Đấy, và thứ hai đã giò gà bác nhé, rất đẹp, in đầy đủ, tì thụt đàng hoàng, trợ lực tay lái đầy đủ. Đấy. Rồi máy đây, 4 máy. Rồi đời 94 các bạn, đời 94. Đấy, đây này, đời 94 chứ mấy. Cái này đời chứ mấy, đời chín mấy. Cái này hả? Ừ. Cái này 79 này. 79. Đâu? 50 đời 79. 94 chứ. Đâu có 94 đâu, không phải đâu. Có. Không đời có. 79. Cái này làm gì có đời 79 chứ? 97. 97. Có chứ, em mà thì chết đời 79 mà. Có. Đời 79 80 mà. Ừ. Đời 50 đời, này 50 đời 79. Ừ. Đây là 9 này, số 9 này. 80. Hả? 80 chứ. 80 đời 79. 80 đời 79. Đời 79, cái này 80 đời 79 chứ không phải 50. Đúng rồi. 80 đời 79. Máy 80 đời 79. Máy 80 đời 79. Rồi cái bên này cái chính xác luôn. 50 nó cho biết hết rồi. Ừ. Đúng rồi. Đúng cả... rồi, cái này 80 đời 79 rồi. 50 là cabin của nó tròn. Tròn. Nhỏ. Cái này không, cái này cabin gọng không đó. Cabin này chế. Tủ gà lên đây đĩa luôn này. Gà nhiều quá mà. Hả? Gà nhiều quá. Ủa, gà nó thích mấy cày thôi, cứ đĩa trên mấy cày mà. Nó cười đi đâu cũng về.
Rồi, và cuối cùng thì em đã lên cho các bác không? Một chiếc Beru quần chiếc này thì chủ kêu là 105 triệu, có nha, đang còn trả giá. Thì để coi có thêm chảo cày chảo gì nữa không thì có gì liên tuyến báo sau cho các bác. Còn trước mắt thì hiện bây giờ đang hoàn tất nghe quá nhá, trong vòng khoảng tầm 2 tuần nữa là xong, liên tuyến đã lên báo giá lại cho các bác. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn các bác lại video sau.